Rồi em chào anh em ha. Hôm nay em về được con xin đi qua 4 số anh em, 1042 ha. Cái dòng này thì chạy anh em cần con khai thác tầm trung mà chạy tua cao, nếu mà nhẹ thì cái dòng này phải nói là đẳng cấp luôn anh em. Chạy tua rất là cao luôn, dưới nó nhẹ nữa. Mà con này nằm tầm 40 ly anh em, 40 ly đến 42 ly tầm đó ha. Tại vì em chưa tháo con này lần nào ha. Nhưng mà con này là 42cc, chắc nó tầm 40 ly tới 42 ly ha. Con này là Pro ha, Baker Pro ha. Xin đi qua 1042. Đây tem đó là anh em. 1042 made in Japan ha. Mặt tiền thì chưa chốc sơn anh em, cắt là ít ha. Con này thì phải nói là đẳng cấp à. Con này bên bản nó dùng ít ha. Lam tản nhiệt anh em, lam này 5 tắc. Anh em mà cần con máy mà để đi khai thác tầm trung á anh em, mà cần nhẹ, nhẹ mà mạnh mà tua cao thì con này thì phải nói là rất là vip anh em. Con này có trợ lực luôn ha. Nó đồ con này nó giống thằng Echo anh em, Echo 41, Echo 42 anh em. Con này thì có CD quay của Nhật ha. Có bơm sân phụ luôn nè. Đạt tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu tem này anh em. Đây hai ốc khẩm lam ha. Con này thì anh em dùng con này thì khai thác tầm trung thì phải nó đẳng cấp nha anh em. Rồi ok anh em cần thì alo em ha. Con này là lam tản nhiệt 5 tắc nha anh em. Lam tản nhiệt 5 tắc. Anh em đi khai thác thì phải là đẳng cấp. Rồi con này em bán với giá là 3.400.000 anh em, 3.400.000 một con Cinewa 1042 ha. Máy thì bao zin 100% anh em, bán ra bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng ha. Rồi em nói mình là bảo hành bên em. Bảo hành động cơ là nòng, bích tông, dên, bọng là em bảo hành cái động cơ cái điểm chính thôi anh em. Còn những cái khác là anh em xài hư là sửa vài chục ngàn thì anh em cứ sửa ha, em không bảo hành được ha. Em chỉ bảo hành cái điểm chính là động cơ ha. Khi mà hư động cơ em sẽ kiếm một cái động cơ zin khác lắp cho anh em. Mà anh em pha nhớt đàng hoàng ha, con này zin 100%, nếu mà pha nhớt ok á là em đảm bảo cho anh em xài là vài năm là chưa đụng tới cái con ốc nha anh em. Rồi ok để em tắt máy nổ luôn.